Diễn viên Ngọc Lan ra sân ủng hộ chồng cũ Thanh Bình đá bóng, hé lộ luôn tình trạng của cả hai sau khi ly hôn. Hôn nhân viên mãn kéo dài 3 năm của diễn viên Thanh Bình và Ngọc Lan từng là tấm gương được nhiều người ngưỡng mộ. Vì vậy nên ai cũng tiếc nuối khi cặp đôi bất ngờ thông báo đường ngày nay đi. Đến thời điểm hiện tại, cả hai dường như đã cân bằng lại cuộc sống và bước tiếp trên con đường riêng của mình. Dù hạn chế nhắc đến nhau khi không cần thiết, nhưng họ vẫn cố gắng gìn giữ mối quan hệ hậu chia ly một cách tốt đẹp. Mới đây nhất, khán giả vô tình phát hiện ra đoạn clip ghi cảnh Ngọc Lan bí mật ra sân bóng cổ vũ Thanh Bình. Được biết chồng cũ của cô là thành viên trong đội bóng nghệ sĩ. Ban đầu nữ diễn viên chỉ ngồi một góc trên khán đài và đeo kính khá kín đáo, âm thầm để ủng hộ. Nhưng sau đó cô bị một người bạn phát hiện và kéo cô xuống chào mọi người. Ngay khi thấy vợ cũ, Thanh Bình liền đặt câu hỏi, còn đâu? Ngọc Lan liền trả lời, ở nhà, nãy em tính cho đi mà nó ngủ. Màn tương tác này đủ cho fan thấy được mối quan hệ tốt đẹp, quan tâm lẫn nhau của cả hai. Theo như người bạn chung của Ngọc Lan và Thanh Bình chia sẻ, cả hai đều rất thương con và xem nhau như những người bạn trong cuộc sống thường ngày. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Hãy bấm đăng ký kênh và chuông thông báo để cập nhật những tin tức mới nhất mỗi ngày. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.